Chị Hà vô top 3 tụi em hái rau má cho chị ăn. Nhớ nha. Tụt cân là về bắt đồ, bắt ăn đồ, Đỗ Phanh nấu 1 tháng. Tụt là cái chắc rồi má ơi. Đi thế ít có người mà tăng cân lắm. Mình nghĩ là chỉ cần sau ngày 16, sau tối 16, sáng ngày 17 thôi là mình sẽ ăn kiểu banh chành cái Puerto Rico này luôn. Sau khi về Việt Nam, món Hà ăn đầu tiên đấy chính là bún bò Huế. Bún bò Huế. Buổi sáng ăn bún bò Huế, buổi chiều ăn bún đậu mắm tôm, buổi tối ăn riêu. Nói chung là mình thấy cái bún với phở ở Việt Nam nó đa dạng lắm nên là không lo đâu. Hết cái này lại có. I'm so sorry. Ủa, ai cho về? Đúng 1 năm mới về. Ở 1 năm ở đây chắc béo chết. Nhưng mà hình như là Miss World trụ sở London mà. Mà mình đang kiểu hơi phân vân ấy. Bởi vì là cái phần Turn Up The World thì mình phải đội cái mấn. Xong cái mình phải tháo ra để mà mình thay layout dạ hội ấy. Sợ không có thời gian làm tóc ấy. Mà cái mấn thì phải có một cái gì đấy để nó cài vào, như kiểu là cục búi. Hay là mình phải búi. Đa phần là đội mấn thì phải búi. Hơi lo lắng.